Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của GP Cảnh Biến Ốc Cuộc Sống Nhật mọi người nhé. Hôm nay mình tiếp tục mình review máy câu và cần câu mọi người ạ. Thì hôm nay mình còn ít máy câu, cần câu mình review lốt cho anh em nhé. Thì anh em muốn chốt hàng nhanh thì anh em cũng cho mình một comment ở dưới YouTube thì để mình lấy tương tác mọi người nhé. Còn đâu là anh em chốt con nào nhỏ ngay thì anh em gọi điện hoặc là inbox trực tiếp ở Zalo cho mình nhé, thì cho nó dễ. Không có nhiều khi là mọi người ví dụ inbox chậm quá thì là người khác inbox vào luôn đấy, thì là mọi người không có chốt kịp mọi người nhé. Đấy, nên là anh em có thể inbox nhanh và Zalo thì mình chốt cho mình vào sổ cho trước mọi người nhé. Đây bây giờ mình sẽ lên cái mã đầu tiên cho mọi người nhé. Mã đầu tiên là 414 này. 414 mình báo giá cho anh em là 1,5 triệu, là hàng của Japan nhé. Đây là một con Tewin 2000 này. Tewin 2000 của Shimano. Đời này đời 199 nhá. Đây đời 199 này. Đây, nói chung là chày cũng này, xước răm thì cũng có này. Đây. Đấy, chày xước răm. Cái thông số nó là cước 3 là 100 này, cước 2,5 là được 125, cước 2 là 150. Đây. Cái độ mượt mà của nó thì nó là quá cá địch nhỉ nhỉ. Đây, cối sống nha. Đấy. Báo giá cho anh em là 1,5 triệu. Đấy, anh em về chơi nua thì hơi đỉnh cao này. Đây, anh em nhé. Đấy. Cái độ mượt mà của nó thì quá rực rỡ luôn cho anh em. Báo giá cho anh em 1,5 triệu nhá, mã 414, 1,5 triệu. Con Tewin 2000. Sang 415. Đây, 415 là một, đây một con Lavix. Đấy, con Lavix của thằng Malaysia nhá. Này Lavix XT2000. XT2000 của Shimano. Tay trái phải đổi được ok này. Cái thông số cước là cước 470m này, cước 3 100, cước 2 là 150. Này. Đây, cái độ mượt mà thì cũng không phải nói gì nữa. Con này 4 bạc này. Đây. 4 bạc nhá, cối sống này. 4 bạc này. Đây, hình thức còn khoảng 90% này. Đây. Gần như là mới này. Chảy không có đáng kể gì luôn. Đấy. Thì báo giá cho anh em là 800k nhá, 800k cho con Navix XT2000 này, 800k cho anh em. Đấy. Tay trái phải đổi ok. Sang là mã 416. Đây, 416 là con Regan của Japan nhé. Đây, Regan của Japan này. Báo giá luôn cho anh em là con này là 900. Regan 2000 IA. Đây, Regan 2000 IA này. Đây, hình thức thì nó đây, nó cũng bị chảy bong ít đây. Này. Nói chung là con này thì cũng chảy bong khá là nhiều. Đấy. Đây, cối sống này. Đây, cối sống nha anh em. Đấy. Cái thông số cước của nó, cước 3 là 100, cước 2,5 150, APS đầy đủ. Đây. Đây. Quay ok, tay trái phải đổi nhá. Đây, dì gân của Đài Loan này. Báo giá luôn cho anh em là 900. Cái mã là mã 416 nhá, 900k. Đây, cho dì gân 2000. Sang mã 417. Đấy, 417 là con này của Thái Lan nhé. Đây, Regan của Thái Lan. Đây, 417. Đây, Regan của Thái Lan. Đây. Con này 2500 IA nhé. Đây, 2500 IA. APS đầy đủ. Đây. Đây. Cối sống này, tay trái phải có thể đổi này. Cước 3 150, cước 2 là 200. Đây. 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 Đây, cối sống nhá, APS đầy đủ. Báo giá cho anh em là 950k. Đây, 950k cho một con này Regan nhá. Hình thức còn khoảng 80%. Đây, 950k cho anh em. Regan 2500 IA. Sang mã là 418 là hàng của Malaysia này. 418 báo giá cho anh em là 1,8 triệu. Là một con máy nua này, đời cũng cao rồi. Đây. Xenku đây.
Đây, hình thức con này còn khoảng 90%. Đây, xước rằm không đáng kể. Cối sống nha. Đây, con này 4, con này size 4000 HGS. Thông số cước nó cước 2 là 130, cước 1,5 150, cước 1,2 là 190 này. Đây, cái độ mượt thì không phải nói chuyện rồi. Đây. Quá mượt luôn cho anh em. Đây. Đây, cối sống này. Đây, tay quay này. Đấy. Nốt châm dầu này. Đời cận cao cấp rồi này. Thì báo giá cho anh em là 1 triệu 8 nhá. Đây con máy nua này. Đây, xài 4000 HGS 1 triệu 8 cho anh em. Quá rẻ. Sang mã 419. 419 là một con Nuviat. Nuviat của Thái Lan nha. Đây, tay quay đôi. Đấy, tay quay đôi. Con này 2506 nhá. Nuviat 2506 của Daiwa. Đây, cối sống này. Đấy. Tay trái phải có thể đổi. Này, có cả đây, chống đục này. Đây. Đấy. Rất là nhẹ nhàng luôn cho anh em này. Một con Nuviat cũng còn khá là mới. Đấy. Đấy. Nhìn rất là long lanh đẹp luôn. Đấy. Anh em chơi lure con này thì quá địch nha. Nó chỉ sau đây qua kit một chút thôi nhá. Đây. Nhìn cái tay quay cực kỳ chắc chắn luôn này. Đấy, quay ngược quay xuôi. Đấy. Đều ok nhá. Rất hay luôn, mình rất thích cái loại Nuviat như này. Mình báo giá cho anh em là con này là 1 triệu 8 nhé. 1 triệu 8 cho con Nuviat 2506. Đấy. Nuviat 2506. Đây. Bây giờ hết máy thì mình sẽ chuyển sang mấy cần cho anh em nhé. Đây. Sang mấy cần cho anh em. Đây cần mình có một cái cây cần lua mili này. Đây. Cần lua này. Đây. Con này đây. Mili start. Đây. Cứng 20-180 nha nhá. Đây cứng 20-180 này. Đây. Đây cái ngọn cần này, ngọn khoảng 1 ni mấy này. Đây. Đây. Đây, vần các con xoắn rất là thích luôn. 1m8 này. Đây anh em đi chơi du lịch các thứ câu đều rất là ok này, tem nội địa Nhật. Báo giá luôn cho anh em là 700k, mã 420 nhá. Mã 420 là 700k. Đây, mình rất thích cái vân này, đây cái vân xốp này. Đây, làm cực kỳ đẹp. Đấy, rất là khoái luôn. Đấy, con này khá là mới luôn. Báo giá cho anh em 700k nhá. Đấy, 700k. Quá rẻ. Đấy. Tiếp theo là sang một cái mã là mã 421. 421 là một con ba khúc này. Đây. Ba khúc thì con này mới khoảng 97-98% này. Đây, gần như là mới tinh này. Đấy. Con này ba khúc của Daiwa nhá. Đây, Daiwa Made in Japan. Đấy, con này của Japan này. Con này độ cứng 33,2 nhá. Đây. Đây, tem đại qua sáng bóng này. Đấy, nó gần như mới khoen lá này. Đấy. Nhìn cực kỳ là xuất sắc luôn. Đấy. Tem rất là sướng luôn. Đây mọi người nhìn nó khoen này, khoen lá rất là đẹp luôn, Fujishit. Đấy. Đấy. Cực kỳ đẹp. Cái con này thì là ngọn là 2,1 ni này, nặng 344 g nhá. Nặng con này 344 g, ngọn là 2,1 ni này. Ngọn chống dưới giày các thứ đều ok. Đấy. Báo giá cho anh em là 1 triệu rưỡi con này nhá. Đây. Thì gần như ở hàng mới cứng luôn, 97-98%. Đấy. Cực kỳ chất luôn các anh em. Sang cái mã là 422 này, vừa nãy là mã trước là 421, mã này 422. Báo giá cho anh em là 900k. Đấy 900k. Đây. Một cây của Daiwa này. Đấy Daiwa cứng 100 nhá. Cứng 120m3. Đấy, cứng 123 đây. Đấy, hình vuông rất là rực rỡ luôn cho anh em. Đấy, mình rất thích con này. Đây. Bát các thứ đây. Khá là mới bắt vặn. Đấy. Khoen này khoen lá nha. Đây, khoen lá đầu chống dưới dây này. Cái chỗ này nó người ta nó bị ấy cho người ta cuốn thêm cái chỉ khác nhưng mà không có sao. Đây cực kỳ chắc chắn này. Đấy, không có sao đâu nhá. Đấy. Đấy, cực kỳ đẹp luôn cho anh em. Báo giá cho anh em là 900k nhé. Mã 422. Báo giá cho anh em 900k. Cứng 100 2m3. Đây. Sang cây hai mình có tất cả là hai cây là đây. Kenzaki nhé. Đây. Hai cây là Kenzaki à, của Daiwa này. Báo giá cho anh em là 800k. Đấy. 800k cho một cây Kenzaki này. Đây. Cán là gỗ mình rất là thích. Đây. Nó bị
chảy chảy một chút gỗ đây, không có sao đây, còn nhìn là không có ảnh hưởng gì đây. Đấy, bát phận. Đấy, đây là cái cây này mà độ cứng bao, cây này độ cứng 30 nhá. Đấy. Độ cứng 30 24 này, độ cứng 30 24 Kenzaki này. Đấy. Của Daiwa. Đấy, cũng khá là đẹp đây. Ngọn hai ni mấy, đây ngọn nó có cả đấy, cái khoen của nó có cả dạ quang này. Đấy. Câu đêm rất là sáng luôn cho anh em nhé. Cực kỳ đẹp cái Kenzaki. 800k cho anh em nhé. Mã 424. Sang mã 425 cũng là một cây Kenzaki tiếp. Cây này thì cũng khá là mới. Cây này sẽ là độ cứng 50-24 này. Đây, carbon xoắn thì hai cây như nhau. Mà cây này mới hơn một chút này. Đây, bọn thằng đây qua. Đây, mới hơn chút. Khá là đẹp đây. Con này này vân chống bám vân tay các kiểu. Rất đẹp này. Đấy, xoắn X này, tem nội địa Nhật. Kenzaki cứng 50-24 này. Đấy, quả đại quả. Cây này còn khá là mới này. Ngọn này khoảng 3 ni này. Đấy, cực kỳ đẹp này. Đấy, có dạ quang các kiểu. Đấy, rất thích hợp cho anh em nhé. Kenzaki này. Báo giá cho anh em là cây này là 900k nhé. Đấy, 900. Mã 424, 900k cho anh em. Sang mã là mã 426, báo giá cho anh em là cũng là 900k một cây cần nục. Nhưng mà cây này là cây này có nghĩa là mình nói luôn là anh em là bán phôi nhá, mình bán phôi này. Đây. Mình bán phôi này, cây này có phôi của nó còn khá đẹp này, cây này của thằng Daiwa. Daiwa xuất Nhật này. Đây cờ rốt, độ cứng 34m2cx. Đây, độ cứng 34m2cx này. Đây, bát của nó này, bát cũng xịn đây. Nhưng mà cây này có nghĩa là nó bị đây, gãy khoen. Gãy khoen thì mình sẽ là bán phôi cho anh em nhé. 900k bán phôi cho anh em về tay khoen. Đấy. Cây này nó gãy phôi này, gãy cái khoen này, gãy ngọn. Đấy, có nghĩa là nó bị gãy ngọn. Đây, nó bị gãy ngọn thì anh em về tự thay ngọn nối đây. Nó hụt đi khoảng 2 phân này nhá. Thì mình bán phôi là 900k cho anh em. Đấy, nó bị gãy duy nhất đây, một cái này. Đấy. Anh em nếu mà tiết kiệm về anh em lấy keo dính vào được thì không thì anh em thay một cái phôi khác cho mình nhá. Thì mình bán cái phôi này cho anh em là 900k. Đấy, 900k. Đấy. Mã 426. Sang tiếp theo là mã là 400. À mình lấy nhầm mã là mã 426 này. Đây. Đây, cũng ấy một chút đây. Mình lúc trước mình hai cái cây ra Kenzaki chắc mình đọc cũng nhầm mã này mọi người nhá. Cái Kenzaki một cây độ cứng 30 thì là mã 423 nhá. Còn đâu một cây cứng Kenzaki cứng 50 thì là mã 424 nhá. Đấy, anh em xác nhận là mình nhỉ, một cây 423, một cây 424 này. Đấy. Nói chung là mình đánh vội quá là hơi nhầm mã một chút. Đấy, mình sẽ bỏ đây rõ cho anh em xem. Đây, một cây 423, một cây 424 nhá. Đây. Đấy. 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 Đấy, vội quá hơi nhầm mã anh em. Đấy, sang mã là 425 này. 900k cho một cây ISO này. Đây, cho một cây ISO cũng khoen lớn luôn. Đây, đọt 3 5m3 này. 5m3, cây này là phôi nào của nó là LFT nhá. Đây, LFT của thằng Daiwa này. Đây. Bát vặn này. Đấy. Cây này phôi thì quá đỉnh luôn, thằng LFT này. Đây cái ngọn duy nhất đấy, ngọn nó bị sứt một tí xong rồi người ta dính keo vào nhá, cái ngọn này. Còn đâu không ảnh hưởng gì khác này. Đây. Còn đâu trong thì khá là đẹp. Đây. Đây, mọi người nhìn này. Đây, các bọn xoắn tít mù này. Đấy, xoắn rất là thích luôn. Rồi, hết nhá. 5m3. Đọt 3 này. Đây, nhằm về câu ngầm các thứ tương đối tê. Vì là cái phôi này cũng xịn, là phôi LFT. Đấy, báo giá cho anh em là mã 425, báo giá cho anh em là 900k. Đây, 900k.
Đây sang tiếp theo cái mã là mã 427. Là một mình có một cây lục lục của Shiseido. Đây, Shimano này. Cây này thì gần như hàng mới 99%. Đây. Chưa qua sử dụng nhá. Đây, Shimano này. Cây này độ cứng là DX-T 4m05. Đây, Shiseido. Đấy. Cây này còn khá đẹp. Cây này gốc là 22 này, ngọn 2,7 ly. Nặng là 396 g nhá, nặng 396 g. Đây mình sẽ cho anh em xem. Đây, bát các thứ đây, bát là bát đời mới đây. Đấy. Quá đẹp luôn cho anh em. Đây. Ngọn 2,7 ly này. Đây. Đây mọi người nhìn cái carbon xoắn này, cực kỳ đẹp này. Định vị khoan xoắn này, 1 định vị. Rồi, 2 định vị. Đấy. Đấy, mọi người nhìn vân xoắn này cực kỳ chất. Mình rất là thích cái loại này. Đây, vân khoắn này. Rồi, xoắn tít mù luôn. Xoắn phản X. Xoắn X rất là đẹp luôn này. Đây, khoen Fujisit. Đấy. Căn bản đỉnh cao nó phải là khoen Fujisit 5 khoen nhé. Đây, khoen Fujisit này. Đấy. Quá đẹp luôn cho anh em. Độ cứng DX-T nhé. Đấy, độ cứng DX-T. Suit Leader. Thì mà mình báo giá luôn cho anh em. Cái cây này là báo giá cho anh em là 3,1 triệu nhé. Đây, định vị khoen đầy đủ, độ cứng đế chỉ đây. Báo giá cho anh em là 3,1 triệu cây này. 3,1 triệu. Sang cái mã là mã cuối cùng đây anh em nhé. Đây, cuối cùng là mình có một cây cần tay Made in Japan của thằng Daiwa này, Made in Japan. Đây. Đây, cây này thì quá đẹp luôn cho anh em. Báo giá luôn cho anh em là cây này 4,3 triệu, mã 428. Báo giá cho anh em là 4,3 triệu nhé. Đây, cây này là 9m này. Hàng của Made in Japan. Đây, Made in Japan 9m. Đây. Đây, cây này nó gần như mạ một nút chrome này, rất là bóng luôn. Đấy. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đây. Trời, đỉnh chưa anh em này. Đây, SVF. Đây, quá đỉnh luôn. Cái ngọn cây này là 1,7 ly này. Đây, ngọn đời mới này. Đây, ngọn mới đấy 360 này. Ngọn là 1,7 ly nhá. Gốc là 24,6. Nặng là 283 g. Đấy, cứng 6H cho anh em nhé. Đây, ngọn này. Đây. Đây, cứng 6H cho anh em này. Carbon xoắn thì không phải nói, hàng của Japan. Đây. Đây. Không có một nỗi lầm gì luôn cho anh em. Đấy, thì đừng có nói chuyện nỗi lầm ở đây. Này. Đây. Không có nỗi lầm gì nhá. Hàng của Made in Japan. Đây, carbon vân xoắn này. Khủng khiếp chưa? Đấy. Không có nỗi lầm gì đâu. Đấy. Quá đẹp luôn cho anh em. Cây hàng Made in Japan rất là kỹ luôn hàng này. Không có nỗi lầm gì cả. Không bị sứt sẹo gì. Nếu mà sứt thì mình sẽ nói cho anh em này. Nếu mà bị sứt này, sứt sẹo nó nứt là chịu vứt đi. Đấy, sứt thì không có sao. Sứt tí về anh em thích quấn chỉnh được. Đây, cây này không có nỗi đầm gì nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đây, mạ gôn sáng bóng. Nó thu về khoảng 1m2 nhá. Thu khoảng 1m2. Đây, hàng Made in Japan này. Đấy, Made in Japan. Đấy. Báo giá cho anh em là 4,3 triệu, mã 428. Đấy, cực kỳ chất. Đấy, 9m. Thì mình hôm nay tất cả có bằng cái mã anh em nhé. Đấy, anh em chốt cây nào thì nhanh hộ mình nhé. Đấy thì chút nhanh thì cứ inbox Zalo trực tiếp cho mình thì mình sẽ chốt cho mọi người nhé. Đấy, cho nó dễ. Chứ không nhiều khi là anh em cứ comment ở đấy mình không có đọc hết được trong comment YouTube ấy. Thì anh em cũng comment ở đấy thì để chủ yếu là mình xin đến tương tác. Đấy, mình cũng xin kết thúc clip đây nhá. Thì anh em thấy hay thì nhớ chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đấy, mình cũng xin chào tất cả mọi người.